nó mềm rồi, da nó thế này là rất là mỏng mà nó mềm rồi nên rất là nhiều nước. Mình cắt đầu nó ra. Nay mình sẽ làm món cam mật ong. Chưa, vỏ mỏng chưa. Vỏ mỏng nhưng mà phần cơm nó dày ha. Cái màu nó rất là đẹp. Tại vì khi mà mua cam hái ở đây là cái đồ vắt cam của mình ha. Rất đơn sơ thôi. Là ở dưới là cái ly luôn các bạn. Mình vắt ra mình khỏi có đổ ra kia đây. Đè, mình để lên là mình đè. Mình xay. Nước nó sẽ cái này rất thích hợp cho những bạn mà có tập tạ, mình sẽ làm một lần là xong liền. Nhiều khi là mình ra được cái phần vỏ luôn các bạn, đắng ngắt luôn. Làm cái này nó không có bị đắng, tại vì khi mà cái này nó đâu có bị, khi mà anh bóp cái vỏ nó mới nhăn lại, nó mới có cái đắng. Còn cái này nó không có đắng. Vậy là những lần trước là em cố gắng em bóp cho nó ra cái đắng. Lần trước em không có dùng cái đồ vắt cam cho nên nó mới đắng á. Chứ mấy lần sau em dùng đồ vắt cam nó hết đắng rồi. Lần trước mà em không dùng đồ vắt cam, em dùng đồ gì? Em dùng tay nặng giống như vắt chanh vậy đó. Em nhiều khi có một trái á, em làm biếng. Chưa, khi vắt xong rồi xì mấy vòng là hết nước liền. Cái cam này nó mềm dễ xay lắm. Hai trái nước nhiều nha chưa? Nào. Bây giờ rất đúng nước đây. Sao? Cam đi chóc mà, tiết kiệm tinh dầu à? Không, hai trái cam mà nước rất là nhiều luôn đúng không? Quá nhiều đi. Nhiều nhiều. Ha, nè, lên một phút lên. Giờ em cho đường vô. Tuy là mình làm cam mật ong nhưng mà mình cũng phải cho đường, tại vì cam này nó chua lắm, chua nhiều lắm, em cho hai muỗng đường. Cho mật ong chắc. Nhiều mật ong. Sau em cho tí xíu muối vô. Người ta nói quậy nước cam mà cho miếng muối á, cái vị của cam á, cái chất của nó giữ nguyên cái mùi vị của nó luôn, nó rất là thơm. Muối, đường. Sao mình đem thử coi nó có còn chua nhiều không nha. Nếu mà còn chua nhiều thì cứ thêm đường, tùy theo khẩu vị của mỗi người. Mật ong mở tủ lạnh lấy à, đem thui luôn ha. Nhẹ nhẹ chứ nó không có đen đâu. Vậy là do cái hũ đen nè. Nhưng mà khi anh không phải cái hũ đen luôn hả? Nè, em cho hai muỗng vô uống cho nó thơm. Người ta nói cam quậy với mật ong uống tốt hơn là cam sữa. Anh biết sao không? Tại vì khi sữa mà nó gặp axit giống như là trong cam, chất chua trong cam á, nó mất đi cái độ bổ. Một lần em đọc báo người ta nói là thật sự là nếu mà quậy sữa với lại cam á thì nó không có tốt. Cái màu nó bớt tươi liền ha. Có mật ong vô. Có mật ong vô á. Mà mà hỏi nướng nó thơm lắm. Thơm, có mật ong vô nó thơm. Tiếp theo là mình đập nước đá. Cái bao này đập nước đá của tụi mình là bao tự chế. Bao mũ. Đập cho nó nhuyễn, càng nhuyễn thì uống nó càng ngon. Nếu mà nhà bạn nào có máy xay thì bạn bỏ vô bạn xay uống nó rất là ngon. Để mình làm giải chiến, bởi vì mình chơi dễ hơn được. Sau khi đập xong thì các bạn đổ vô. Chắc cũng chưa được nhuyễn lắm đâu, nhưng mà nói chung là mình thấy đá nó là đào rồi. Nhìn rất hấp dẫn nha các bạn. Nãy quên thôi, mình cắt thêm một lát cam mỏng mình để vô. Cái màu cam này anh coi, đúng là nước cam vắt tự nhiên.
màu cam đã rồi chứ ha. Mình vừa hoàn thành món cam mật ong. Nếu mà các bạn có những câu hỏi gì, các bạn cứ comment ở dưới video, mình sẽ trả lời các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.